cho toàn quốc sản phẩm 280k này, đọc phải receipt. Thì cặp sản phẩm này có giá là 280k nhé, 280k, 280k. Và nếu như anh chị em mà muốn mua riêng cái dầu gội thôi, và Lộc cũng xin nói lại là sản phẩm này là sản phẩm của Việt Nam, không phải là sản phẩm của nước ngoài. Và nó do công ty Lucky Spa làm công ty dược phẩm nhé, công ty sản xuất dược phẩm. Thì sản xuất ra cái sản phẩm này thì chủ yếu nó cũng mang cái tính năng về chữa cái bệnh rụng tóc của chúng ta, chữa cái bệnh tóc rụng, chữa cái bệnh tóc gọi là sơ sát, tóc sơ sát, tóc hết, tức là tức là chúng ta lão hóa dần và cơ thể của chúng ta nó không nuôi được cái tóc nó đẹp nữa, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp đỡ chúng ta trong cái việc đó, trong việc tránh sơ sát tóc, tránh rụng tóc và làm cho mềm mượt tóc, và cũng như để mang lại cho anh chị em một làn tóc mượt mà ống ả. Thì đây là cái sản phẩm này, và Lộc nghĩ là nó rất thiết thực cho một người gần 30 tuổi như Lộc. Đấy, thì chúng ta cần phải có một cái mái tóc xịn hơn, đúng không? Chúng ta cần phải biết đâu cua gái, đúng không? Thì đấy là cái điều rất là quan trọng mà Lộc muốn chia sẻ cho anh chị em. Và cái sản phẩm này thì nó có bán riêng một lọ dầu gội này thôi, bán riêng một lọ dầu gội này. Một lọ dầu gội này được bán riêng thì nó sẽ là 140.000 nhé, 140k một lọ dầu gội được bán riêng, một lọ dầu gội được bán riêng nhé, 140k. Thì đây là cái sản phẩm mà Lộc muốn review cho anh chị em là như vậy. Còn mua một cặp sẽ là 280 nhé, 270 cho người khách hàng cũ. Và nếu anh chị em mua một cặp nhé, mua một cặp này, Lộc sẽ free ship hoàn toàn cho anh chị em, tức là 280 đã có ship nhá, 280 Lộc sẽ free ship cho toàn quốc cho sản phẩm này. Lộc free ship cho toàn quốc sản phẩm 280k này, Lộc free ship tạo điều kiện cho anh chị em mua, và anh chị em biết rồi, dùng rất là lâu mới hết. Rồi đấy là tất cả những gì mà Lộc muốn chia sẻ lại cho anh chị em. Còn khách hàng cũ mà mua lại 270.000 thì Lộc cũng vẫn free ship nhá. Free ship thì đây là cái sản phẩm mà Lộc làm review, và Lộc cũng đã dùng nó, Lộc thích nó nên Lộc review. Cái gì mà Lộc thích Lộc dùng, và Lộc dùng có hiệu quả rồi thì Lộc mới review thôi, không phải sản phẩm nào Lộc bán cũng review đâu. Bởi vì không phải sản phẩm nào nó cũng thuyết phục được cái tính của Lộc đấy. Thì nói chung là đấy là cái mà chia sẻ riêng với các bạn là như vậy. Ước mong là các bạn có nhiều cái feedback hơn để Lộc có động lực để làm video và giới thiệu các bạn các sản phẩm khác, và làm upsell cũng như làm khuyến mại, hoặc làm free ship cho các bạn ở các sản phẩm khác nữa nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn, và cảm ơn các bạn trong tất cả video tiếp theo. Goodbye.